Mèo Ú Review xin chào tất cả các bạn. Nghe bảo khá nhiều thanh niên mua sô-cô-la để tỏ tình ngày 14 tháng 2 nhưng thất bại, vì thế anh móm đã gom chúng lại để cho ra đời một nhà tủ siêu đặc biệt. Với bức tường đặc làm từ kẹo và sô-cô-la, ai là người đầu tiên thoát ra ngoài sẽ có cơ hội có được 1 triệu đô. Còn chần chờ gì nữa, get go. Anh mập với bức tường kẹo, khởi động với một con gao gọt hoa quả, anh nhanh tay chiết vài đường làm quen, ai dè kẹo bay tung tóe, khiến anh lùn phải hỗ trợ đưa cho anh một mắt kính bảo vệ. Phía bên kia, anh móm với bức tường sô-cô-la thơm ngon và một chiếc dùi đục khá nhọn. Ban đầu anh thử chơi ngu, dùng phần cắn để phá tường nhưng có vẻ không hiệu quả. Anh đổi sang phần nhọn và thật sự mang lại những bước đầu tiên đầy thuận lợi, có thêm kính mắt bảo vệ, cả hai bắt đầu tăng tốc, đục đẽo không mệt mỏi. 5 phút đầu tiên đã trôi qua, họ được đổi dụng cụ sang chiếc búa, nhưng đáng buồn, đây lại là chiếc búa vô dụng nhất hệ mặt trời. Đánh muốn sái mẹ tay mà méo thấy hiệu quả gì, trong khi anh móm điên cuồng ném búa, thì anh mập đột nhiên có sáng kiến, anh ta dùng cán búa để tác động vật lý vào tường. Anh móm vẫn biểu hiện của sự cố chấp, liên tục đập búa vào rồi lại bị dội ngược ra, đến khi tưởng như đã sái tay với trò con bò này thì đúng lúc họ được đổi sang dụng cụ mới. Đó là một gậy đánh bóng chày, bạn nghĩ nó sẽ có hiệu quả sao? Nản ní. Cả anh móm và anh mập đều cảm thấy bất lực VL với món đồ này, không biết nó để hỗ trợ hay để chọc điên họ nữa. Bức tường vừa cứng vừa dẻo như thế này thì việc đập vào mặt nó có tác dụng gì đâu cơ chứ? Vì thế hai người đồng đội hỗ trợ phía ngoài sẽ bước vào cuộc chạy đua để lấy được chiếc búa nặng tay hơn cho người đang mắc kẹt ở phía trong. Cả hai đội đều dùng cả nội tạng để đập vỡ lớp kẹo phía ngoài, muốn lấy búa ra. Sau khi đục đẽo dã rời, anh lùn ném mạnh cả khay xuống đất và thật bất ngờ khi nó thật sự có hiệu quả. Cả anh móm và anh mập bắt đầu quay tay không kiểm soát, nhưng nó vẫn khó khăn thật sự. Anh móm cay cú vì phần nhọn của búa lại bị kẹo dính chặt, khiến cho việc mổ vào bức tường không có mấy hiệu quả. Phía ngoài, hai anh trai đang gấp rút bước vào việc tìm kiếm dụng cụ tiếp theo, lần này là một chiếc rìu, món đồ sẽ cực kỳ hiệu quả để phá vỡ bức tường. Đội xanh bất ngờ lội ngược dòng để vượt lên, có được chiếc rìu rất sớm, trong khi đó anh mập đang điên tiết gào rú anh lùn, may là sau đó, nó cũng đã được đưa qua. Tuy vậy, chưa dùng rìu được bao lâu, họ đã bị đổi sang quả cầu sắt, anh móm liên tục dùng nó ném vào bức tường, trong khi anh mập cực kỳ bình tĩnh, ném không được thì nện, tuy hơi đau tay, nhưng nó có vẻ có hiệu quả hơn. Thời gian đang dần trôi đi, anh móm đã đào được một lỗ khá sâu, trong khi bức tường kẹo của anh mập cũng khoan được một lỗ khá lớn. Tuy nhiên, càng vào trong, phần sô-cô-la của anh móm lại có vẻ dễ bị phá vỡ hơn. Dụng cụ hỗ trợ được thay đổi liên tục, anh móm đang thuận lợi đào sâu vào lòng bức tường, trong khi anh mập vẫn đang loay hoay chưa tìm được điểm G, mà lại đập vào lung tung khắp bức tường. Hai người hỗ trợ phía ngoài đang tập trung cao độ với trò hứng bóng, chẳng má nào chịu thua má nào, ai cũng liên tục ghi điểm, tuy nhiên người chiến thắng chỉ có một, và chúc mừng anh lùn. Với chiến thắng này, anh mập có được hai chiếc búa rìu cực kỳ hiệu quả, trong khi anh móm lại có được búa hơi, cứ gõ vào lại dội ra ngoài, nhưng chỉ sau 5 phút, dụng cụ lại được đổi. Hai người phía ngoài tiếp tục công cuộc phá kẹo bóng để tìm dụng cụ cho đồng đội, và một lần nữa, anh lùn nhỏ nhưng có võ đã chiến thắng. Anh mập có được một chiếc búa sắt, trong khi anh móm lại là chiếc búa tưởng như vô dụng kia, nhưng anh móm đã thông minh hơn nhiều. Thay vì sử dụng phần đầu búa giống như đồ chơi kia, anh đổi hướng, dùng cán búa để làm việc và nó thật sự có hiệu quả. Tuy nhiên bên anh mập cũng đang tăng tốc, với chiếc búa sắt nặng trịch, anh thật sự đang có những cú đập vỡ tan nát mọi thứ. Cả hai người đang ganh đua từng giây phút cuối cùng, tấm gỗ cuối cùng đã hiện ra, tốc độ của cả hai đang theo sát nhau, quay tay như lần cuối cùng được làm, cả hai nện những cú đánh sấm sét vào bức tường. Sau khi tạo được một chiếc lỗ vừa tay, ai là người lấy được ngọn cờ phía dưới mới thật sự chiến thắng. Cuộc đấu cam go, chẳng ai chịu nhường ai, nhưng với sức mạnh hiếm có khó tìm. Anh mập bẻ tay anh móm khiến anh la lên oai oái, và ngay lúc đó, anh mập đã tranh thủ thời cơ, vơ lấy ngọn cờ và trở thành người chiến thắng trong thử thách ngày hôm nay. Cuối cùng, sau rất nhiều vất vả, đội đỏ đã giành được 1 triệu đô trong sự hân hoan được đi nhậu của đội xanh. Chúc mừng các báo thủ. Sau nhiều ngày suy nghĩ, mỗi thành viên trong hội báo thủ đã tự chế tạo cho riêng mình một vũ khí mà họ tin rằng nó là mạnh nhất. Ở vòng đầu tiên, anh đen xuất trận với một chiếc dao cắt bánh pizza khá cồng kềnh, tuy rằng chiếc bánh cứng như được nấu từ 1 tỷ năm trước, nhưng với sức mạnh của cả cơ thể, anh đen xoay chuyển mãi, cũng cắt được miếng đầu tiên. Anh mập nhanh tay chạy đến xin ngay miếng bánh vì quá đói rồi, và cuối cùng, để hoàn thành được màn cắt bánh cực kỳ cồng kềnh này, anh mập đã tốn đến 2 phút 46 giây. Tuy nhiên anh vẫn tự tin vũ khí của mình là mạnh nhất, anh lùn là người được thử sức tiếp theo, với một món vũ khí trơn lẵn và chẳng có vẻ gì là sẽ hiệu quả trong việc cắt bánh. Anh lùn đứng luôn lên chiếc bánh và dùng sức nặng của cả cơ thể nhỏ bé của mình đập mạnh xuống chiếc bánh và chúc mừng ông anh, người có chiến lược, chiến thuật thì dễ chiến thắng hơn. Anh lùn chỉ tốn 2 phút 11 giây cho màn phục vụ bánh vừa rồi, liệu rằng anh mập mạnh mẽ có thể phá hủy được kỷ lục đó hay không? Anh mập nhanh gọn lẹ, chỉ cần đứng phía dưới rồi chặt dao liên tục, vài nhát sau đã có thể chia nó gọn gàng thành 4 miếng. Không biết thời gian anh mập trải qua là bao nhiêu, anh móm vẫn khẳng định vũ khí của mình siêu chiến, và đúng thật, nó nặng đến độ anh móm muốn nâng lên cũng toát mồ hôi rồi. Thời gian
gian trôi nhanh mà bánh mãi vẫn chưa được mang ra. Hội báo thủ định rời đi thì anh móm hò hét nói rằng đã thành công rồi. Tuy khá vật vã, nhưng chúc mừng ông anh cũng phá xong chiếc bánh. Anh mập giành chiến thắng với 1 phút 14 giây, tiếp đến là anh lùn đứng thứ hai. Tiếp theo, họ sẽ bước vào vòng thi thứ hai, phá hủy những chiếc đĩa với tấm nhìn bị hạn chế lại. Ai cũng lơ ngớ với mớ vũ khí của mình. Tuy nhiên, vất vả nhất sẽ chính là anh móm, vì vũ khí của anh quá nặng. Tuy khá hỗn loạn và vất vả, nhưng ít ra việc phá vỡ cũng đã hoàn thành. Nhưng với yêu cầu tiếp theo là họ cần mở được khóa chiếc dương. Tìm được chìa khóa đã khó, nhưng để tra được khóa vào ổ lại càng khó hơn. Ngày xưa một lỗ một chìa, ngày nay một lỗ nhiều chìa mới vui. Sau khi sấp mặt rồi ngửa mặt liên tục với quả kính ố dệt, cuối cùng kết quả đã rõ, anh Mập vẫn là người chiến thắng vòng thi. Tiếp theo ngay sau đó là anh Đen. Sang vòng 3, đơn giản chỉ cần lấy kéo trong tảng bê tông để cắt búa thò đập vỡ được heo đất là được. Ai cũng hùng hục như trâu húc mã, nhưng những món vũ khí nặng trịch khiến họ kiệt sức. Anh Mập như thường lệ, vẫn dễ dàng sử dụng sức mạnh của mình để giành được chiến thắng, trong khi những ông anh khác đang hùng hục phá vỡ bê tông. Nhưng cố gắng nào rồi cũng có kết quả mà thôi. Chung cuộc, anh Mập vẫn là người dẫn đầu, và theo ngay sau đó là anh Lùn. Với 1 triệu đô, anh Mập sẽ làm gì để tiêu cho hết nhỉ? Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Mèo Ú. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.